Con thấy ở trên mạng có bán xá lợi Phật 100 ngàn là có thể mua được. Giữa việc hàng giả tràn lan như vậy thì làm sao để biết được đâu là xá lợi thật và việc thử xá lợi có được hay không, có bất kính hay không? Thì ở trong Đại Phật Sử có cái phần nhắc về xá lợi ở Tích Lan á, thì có cái câu chuyện là xá lợi được thử như thế này, là lấy một cái đe và đập viên xá lợi, và thì viên xá lợi đó lún xuống dưới cái đe chứ còn không thể nào vỡ được. Cho nên là quý vị có thể thử bằng cách kiếm cái đe đập thử, không thì lấy cái máy nén thủy lực á, quý vị nén thử là biết liền, chuyện đơn giản. Nếu như đồ thiệt thì yên tâm yên chí là không có vỡ được, đồ giả thì nó chắc chắn nó vỡ đó, đồ thiệt nó sẽ lún xuống. Giống như quý vị biết là có kim cương thiệt á, chứ không phải kim cương nhân tạo nghe, kim cương thiệt á mà quý vị nén bằng cái máy thủy lực á, nó sẽ lún xuống dưới cái đe. Mà kim cương nhân tạo quý vị nén máy thủy lực là nó sẽ vỡ. Thì xá lợi, nếu như xá lợi của Phật thiệt thì cứ đem nó nén không vấn đề gì cả, và với nếu như chúng ta với lòng thành kính chúng ta thử thì cũng không sao. Nhưng mà thử cái hàng 100 ngàn trên mạng thì cái này khỏi cần thử ha.